Phương Chi và Minh Khoa xin kính chào quý khán giả của đài truyền hình SBTN. Mở đầu chương trình hôm nay là các tin tức địa phương, sau đó là phần tin cộng đồng của SBTN Boston. Kính mời quý vị theo dõi. Bản tin đầu tiên liên quan đến việc cảnh sát Uppington cảnh báo tình trạng giả dạng để lừa gạt. Phần chi tiết Minh Khoa xin được gửi đến quý vị sau đây. Tin từ Uppington, kính thưa quý vị. Cảnh sát Uppington đưa ra cảnh báo với người dân về ba người đàn ông giả dạng nhân viên công ty điện gas National Grid đi gõ cửa từng nhà để hỏi về hóa đơn tính tiền. Những người đàn ông này có đeo thẻ nhân viên hẳn hoi, nhưng cảnh sát đã xác định là họ không hề làm việc cho công ty. Cảnh sát cho biết rằng tất cả các công ty nào ở Uppington dùng hình thức buôn bán bằng việc tới tận nhà khách hàng đều phải báo cáo qua với cảnh sát Uppington trước khi họ bắt đầu tiến hành công việc buôn bán của họ. Được biết thêm, ba người đàn ông này được trông thấy lái một chiếc xe Volkswagen màu bạc. Những cư dân trông thấy những kẻ tình nghi này hay có những lo ngại gì về những người buôn bán với hình thức gõ cửa nhà thì nên báo với cảnh sát tại số 781-878-3232. Bản tin thứ hai cho hay, lửa cháy lớn làm thiệt hại toàn bộ sưu tập thú bông trong một ngôi nhà. Phần tin chi tiết Phương Chi xin gửi đến quý vị sau đây. Theo tin từ Prospect, tiểu bang Connecticut, muối làm tan đá được cho là nguyên nhân gây ra trận hỏa hoạn trên đường Prospect vào tối thứ Hai. Ngọn lửa được bốc lên từ một ngôi nhà ở đường William Street. Chủ ngôi nhà cho biết rằng anh ta thử dựng một loại muối đặc biệt để làm tan đá ở trên mái nhà. Khi muối tan, nước chảy ngược vào trong nhà và chảy vào ngay panel đang dẫn điện cho lửa bốc cháy. Thiệt hại do ngọn lửa này gây ra ước tính khoảng 1 triệu Mỹ Kim vì người chủ nhà có một bộ sưu tập thú nhồi bông lớn, kỳ lạ và rất đẹp. Một trang mạng đã được mở ra để giúp đỡ cho chủ nhà. Trang mạng được gọi là GoFundMe. Bản tin y tế sau đây cho hay, người đứng đầu của chương trình sức khỏe y tế xin lỗi cho các vấn đề sai sót. Phần tin chi tiết Phương Chi xin gửi đến quý vị sau đây. Theo tin từ Providence, tiểu bang Rhode Island, người đứng đầu của HealthSoar ở tiểu bang Rhode Island đã đứng ra xin lỗi cho những vấn đề liên tục và dai dẳng trong năm thứ hai sau khi gia nhập vào sự trao đổi bảo hiểm y tế của tiểu bang. Giám đốc là Ania Rader Wallach cho biết là khách hàng đã bị những vấn đề về kỹ thuật làm cho họ lo lắng không biết họ và gia đình có được trả tiền bảo hiểm y tế và những thắc mắc của họ có được giải quyết kịp thời hay không. Bà Wallach cho biết là bà không có biết bao nhiêu người bị những khó khăn lớn, nhưng bà cho biết là có ít nhất những khách hàng đã bị những vấn đề nghiêm trọng. Nhiều khách hàng đã trải nghiệm những vấn đề sai sót như số tiền trợ cấp không đúng hoặc bị bắt trả số tiền không thích hợp, hoặc bị cho là không tham gia vào chương trình bảo hiểm y tế hoặc sai ngày gia nhập. Khoảng gần 28.000 người đã nhận mua kể từ khi chương trình bảo hiểm y tế của tiểu bang Rhode Island bắt đầu. Bản tin cuối ngày hôm nay cho biết một phụ nữ ngồi xe lăn tự dọn tuyết cho lối đi khu nhà cô đang ở. Phần chi tiết Minh Khoa xin được gửi đến quý vị sau đây. Tin từ Brentry, kính thưa quý vị. Đôi khi bạn muốn làm một điều gì đó đúng đắn, bạn hãy tự làm điều đó rồi mọi người sẽ làm theo bạn. Đó là suy nghĩ của Crystal Even, một phụ nữ 33 tuổi ở Brentry. Cô đã dọn dẹp lối đi đầy tuyết của mình khi đang ngồi trên xe lăn. Even là một người mẹ của một bé gái 4 tuổi, cô bị liệt dây thần kinh cơ bắp. Cô kinh doanh tại nhà, nghề chế tạo và cung cấp các mặt hàng cho dạ tiệc. Event cho biết tuyết và những trận tuyết từ trước đã đông thành đá phủ hết các lối đi và điều này gây trở ngại cho cô khi cô cần đến bưu điện để gửi sản phẩm cho khách hàng. Cô đã bị kẹt trong nhà trong 2 tuần lễ và rồi cô quyết định giải quyết những đống tuyết theo cách của mình. Cô kẹp dụng cụ đẩy tuyết vào chiếc xe lăn và bắt đầu dọn tuyết. Và cô nói rằng nó rất có hiệu quả trong những ngày qua. Even chia sẻ rằng cô cũng như những người cùng cảnh ngộ ngồi xe lăn không thể để tuyết làm trùng bước trong cuộc sống của họ. Even ước tính rằng cô đã bỏ ra hơn 100 tiếng đồng hồ kể từ hồi tháng 1 để làm dọn sạch vỉa hè South Brentry Square và mang đến sự tiện lợi trong việc di chuyển cho chính cô. Những người ngồi xe lăn giống như cô và kể cả những người đi đường khác. Cô có khi dành đến 5 tiếng một ngày để làm việc này và cô thường ra vô thường xuyên trong những ngày bão tuyết để phá vỡ những mảnh tuyết đóng băng cũng như dẹp bớt tuyết bên lề đường.
Even nói rằng cô cũng đăng lên Facebook và nhiều người đã đến để giúp cô. Mới đây cô vừa đăng thì một cô gái trẻ và chị cô đã đến giúp Even ngay tức khắc. Cùng với sự giúp đỡ của mọi người, công việc mà cô phải dành nhiều thời gian nay được hoàn thành một cách nhanh chóng. Xin quý vị đừng rời khỏi màn hình, chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông tin thương mại của đài. Hai Nguyên, em đi đâu mà kiếm cái thùng bự vậy? Đây gửi tiền Việt Nam nè. Ở đây có dịch vụ đó anh em. Chà, chị biết không, anh còn nhận tiền từ gửi từ Việt Nam sang đây nữa. Bằng hệ thống MoneyGram rất là an toàn và nhanh chóng, trong vòng 24 tiếng là nhận được rồi. Ủa còn chị đi đâu vậy? Chị đi trả bill nước, gas điện thoại cho mẹ chị. Ồ, ở đây cũng làm dịch vụ đó nữa. Dạ, đây là dịch vụ mới đó em. À, luôn cả money order em có thể mua ở đây được luôn. Vậy thôi em đi gửi đơn nghe chị đi. Chà tiêu. Maxim Pharmacy là nhà thuốc tây lớn nhất trong vùng New England do người Việt Nam làm chủ. Chúng tôi chuyên bán đầy đủ các loại thuốc tây y, dược thảo và dụng cụ y khoa, nhận đầy đủ các loại bảo hiểm. Tại đây quý vị có thể tìm được các loại dầu dán, dầu gió, có đầy đủ các loại vé số, băng hình, đĩa nhạc. Dịch vụ chuyển tiền về Việt Nam giao tận nhà trong vòng 24 tiếng với lệ phí thấp nhất. Dịch vụ trả tiền bill cho điện, nước, gas, v.v. Bán money order và chuyển tiền từ Việt Nam qua Mỹ qua hệ thống MoneyGram. Maxim Pharmacy là nhà thuốc tây cho mọi gia đình, hân hạnh được phục vụ quý khách. Xin gọi 617-282-9800 cho mọi thắc mắc. Ủa chị Thu Chi? Ủa Trúc Như, em đi đâu vậy? Chạy bộ hả? Dạ em chạy bộ. Trời ơi, nhà chị á hả? Dạ đây nè. Trời ơi, đẹp quá chị. Chị làm nghề gì mà giờ có nhà đẹp và xe đẹp nữa vậy? Ồ, bây giờ chị đang làm nghề tóc với facial với nail em. Ủa, lúc trước em nhớ chị học medical mà. Ừ, thì chị ra trường thì giờ mình ngày nào có tiền thì mình làm. Ừ. Vậy chị ra trường trường nào vậy? Chị đi học trường ở Jupiter Beauty Academy em. Nhưng mà khi mà em ra trường đó, nếu mà em có khả năng thì người ta đào tạo cho mình mở cái tiệm nail. Thì bây giờ chị là chủ một tiệm nail. Và bên cạnh đó thì có nail mặt supply luôn em, thì rất là thuận tiện em. Thôi vậy mốt cái gì em xin chị số điện thoại nha. Có gì em cục xuống đó em học. Được, được. Thôi chị đi đi. Ok, bữa nào chị em mình gặp lại. Dạ, bye, bye chị. Hãy đến với Nail Mart sẽ có đầy đủ mặt hàng mới đẹp, chất lượng hoàn hảo, giá thành hạ hơn bất cứ nơi nào. Cũng là nơi tổng đại lý của OPI và Creative. Nail Mart 617-288-8999. Nail Mart 617-288-8999. Jupiter là trường đào tạo ngành tóc và facial đúng tầm cỡ do người Việt đầu tư, bảo đảm sẽ giúp học viên vững vàng trong việc hành nghề đúng theo tiêu chuẩn pháp định. Với thành phần giáo viên Việt Mỹ tận tâm, giàu kinh nghiệm, đã có nhiều học viên tốt nghiệp và đang hành nghề nail tóc và facial. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Trí Võ 617-590-7959. Đặc biệt trường sẽ miễn lệ phí cho những ai đang hưởng trợ cấp thất nghiệp của chính phủ, muốn theo học ngành nghề tóc, facial và nail. Jupiter Beauty Academy 617-590-7959, tọa lạc tại Dorchester, khu phố Việt Nam. Siêu thị Phú Cường là siêu thị lớn nhất tọa lạc tại 1188 trên đường Rochester trong khu vực Rochester do người Việt Nam làm chủ, mở cửa từ 8 giờ sáng tới 9 giờ tối. Chuyên cung cấp tất cả các mặt hàng bán sỉ và lẻ rất tươi như cá sống, tôm hùm, cua sống. Còn có các loại thịt như thịt bò tươi, heo, gà, vịt, các loại rau tươi, trái cây về mỗi ngày. Có rất nhiều loại gia vị, đồ khô, đồ hộp, nước mắm, tương, chao, gạo, v.v. hợp khẩu vị với người Á Đông. Đặc biệt có bán những loại thuốc dược thảo đang được dùng rất phổ biến, phẩm chất thượng hạng, giá cả phải chăng. Tất cả các nhân viên tại đây rất niềm nở và ân cần để phục vụ quý vị. Mọi chi tiết xin liên lạc tại số điện thoại 617-822-8074. Chủ nhân kính mời. Senior Whole Health, chương trình chăm sóc sức khỏe cho người lớn trên 65 tuổi có Mass Health. Chúng tôi có xe đưa đón miễn phí khi đi bác sĩ và bệnh viện phục vụ đầy đủ miễn phí cho trám răng và trồng răng giả, khám mắt định kỳ và làm kính. Đặc biệt chương trình phục vụ tại nhà có bác sĩ và y tá đến chăm sóc, khám bệnh. Chúng tôi có nhân viên chăm lo cơm nước, giặt ủi, dọn dẹp nhà cửa miễn phí. Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc cô Trinh số điện thoại 508-769-6968. Đến với Queen Smile Dental, văn phòng nha sĩ Anh Phi Nguyễn tọa lạc trên số 235 Quincy Avenue, thành phố Quincy. Chúng tôi là văn phòng nha khoa tổng quát cho người lớn và trẻ em với đầy đủ các dịch vụ trồng răng, lấy gân máu, niềng răng và mọi dịch vụ nha khoa. Ngoài ra, chúng tôi còn có các dịch vụ thẩm mỹ như căng da mặt, làm mất nếp nhăn với các thiết bị và máy móc tối tân. Chúng tôi nhận tất cả các loại bảo hiểm y tế, đảm bảo quý vị sẽ hài lòng khi đến với Queen Smile Dental. Mọi chi tiết xin liên lạc nha sĩ Anh Phi Nguyễn qua số 617-479-84. Hân hạnh phục vụ quý đồng hương. Slim Express siêu hiệu quả giảm cân. Phoenix Beauty Center xin giới thiệu Slim Express giảm cân hiệu quả tức thời. Dùng Slim Express uống trong 2 tuần giảm cân từ 5 đến 10 pound không gây phản ứng phụ. Do gọi đầu Hands Defoco đặc biệt chống rụng tóc, giúp tóc luôn khỏe mạnh và mượt mà.
Hans Difuco các loại gel wax giúp dễ dàng tạo dáng các kiểu tóc Dietity Body Slim, trà giảm cân, clean sạch những chất mỡ thừa trong cơ thể. Cưng đại lý 50 tiểu bang xin gọi toll free 1-855-333-8888. Cảm ơn quý vị đã giữ màn hình của SBTN. Sau đây là phần phóng sự Tết cộng đồng, kính mời quý vị theo dõi. Trường Giang xin kính chào quý vị khán giả của đài SBTN. Trường Giang đang có mặt tại hội trường của trường Đại học UMass để tường thuật lại ngày hội chợ Tết do các em sinh viên cùng với Hội Cựu Chiến binh Việt Nam Cộng Hòa tại thành phố Lô tổ chức. Kính thưa quý vị, tuy là thời tiết bên ngoài rất là lạnh, tại vì trong suốt cả tuần vừa qua thì thời tiết ở Boston cũng như thành phố Lô đã có hơn gần 3 feet of snow, nhưng mà Trường Giang cảm thấy rất đông đủ các đồng hương cũng các cư dân của thành phố Lô đến tham dự. Xin mời quý vị theo dõi chương trình hôm nay. Thưa quý vị, cũng như thông lệ hàng năm, cộng đồng người Việt tại thành phố Lowell tại tiểu bang Massachusetts đều theo phong tục đón xuân của người Việt chúng ta, đó là hội chợ Tết hàng năm. Cũng như hàng năm, mỗi khi xuân về, cộng đồng người Việt của chúng ta tại đây lại tụ họp đông đủ về ngày hội chợ Tết sum vầy. Buổi hội chợ Tết diễn ra hết sức đầm ấm với sự góp mặt rất đông đủ. Mở đầu chương trình là nghi thức chào cờ Mỹ Việt, tiếp theo là phần phát biểu của ban tổ chức hội chợ Tết, các tiết mục về ngày Tết của truyền lì xì cũng như mỗi lần đốt pháo để chào đón Tết Ất Mùi năm 2015. Kính mời quý vị theo dõi. Can you let me know what your name and what's your position in the event today? Both of us are the head organizers of Tết at Lowe, and my name is Viet, and I'm president of UMass Lowe VSA. Okay, my name is Yim An, and I am the secretary of VSA this year. Can you tell us more about the event today? Today we're celebrating the coming of the new year, of the new Lunar New Year, and this year we're celebrating the Year of the Goat. So the main purpose of this event is to gather young, old, in between, everyone to come together and have a good time. So speaking of New Year, what does it mean to you on the New Year Day, the Vietnamese New Year Day specifically? Well, the New Year Day means to me, it's like a new beginning for me. So any mistakes that I've done in the past year, hopefully I can learn from them and grow better as a person. How about you? For me, the New Year is always a time for family to come together. So I think that's the most important part. Now, in your family, when your mom and dad talk about New Year, when it comes? Yeah, of course. We celebrate every year. Like all of my aunts, uncles, cousins, grandma, we all get together. So what do you normally guess when it's New Year comes? Lì xì. They say a lot of food. Oh, you don't remember about lì xì? You got lì xì? Yeah. So how did you like it? It's good. We wish them something for the new year, and we get lì xì in return. So, how many students did you expect to come today? Students today, I would estimate around 80 to 100 volunteering and helping us out. All right, wish you guys luck on the New Year Day, okay? Okay, thank you. Good afternoon, everyone. My name is Viet Thế, and I'm the president of UMass Lowell VSA. Right next to me is Yim An, and she is the secretary of VSA. I just want to thank you all for coming to Tết at Lowell 2015. Each year, we put in so much work for this event, and each year we want to make it bigger and better than the previous. I know that this year it had to be postponed because of the snow, but that won't matter because Tết at Lowell 2015 will always be as great as it should be, and it will be the best event that VSA can pull off. Everyone in the organizing committee and everyone. Thank you.
Tôi tên là Tuấn, Nguyễn Văn Tuấn, sống ở thành phố Lô đã qua hơn 10 năm rồi. Thì những ngày Tết như thế này thì tất cả những cộng đồng Việt Nam quanh đây gắn tới đây để mà nhắc lại cái mùa xuân của quê hương Việt Nam chúng ta. Thật ra năm nay là năm thứ hai mà tôi tới đây tham dự. Theo chuyên gia biết thì mỗi ngày Tết thì nhóm sinh viên Việt Nam toàn những em trẻ để tổ chức, thì anh cảm thấy như thế nào về cái thành phố Lô và những bạn sinh viên trẻ tổ chức cái ngày hội Tết cho của chúng ta? Rất hay, rất hay. Nếu mà nói đi ngược về 17 năm về trước, tôi cũng là sinh viên, nhưng mà tôi không ngờ rằng qua 17 năm qua, khi mà những ngày Tết đây ấy, thấy tất cả các sinh viên trẻ tụ họp ở đây, đó là điều khuyến khích. Và mọi người tới đây cũng là khuyến khích các em ở đây vui nhộn với những ngày xuân Tết. Thành ra tụi tôi đối với cái tuổi vai chú, vai bác cũng như vai anh ở đây, tụi tôi cảm thấy rất là vui tươi trong những ngày Tết cùng các em ở đây. Năm nay thì thời tiết chúng ta cũng đã biết rồi, khá lạnh và tuyết thì rất là nhiều. Trong cái không khí lạnh buốt như vậy và chúng ta ở xa xứ, khi nghĩ tới Tết đó, thì anh thường nghĩ tới những gì mà khi mà các em bên ngoài và khi bước vào cái hội trường ở đây là cái sự nồng ấm của mùa xuân, nhất là những cảnh bông mai vàng, tất cả các em đều đỏ vàng, đó là sự rất là ấm áp trong tâm hồn của mỗi người. Cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn rất nhiều. Thưa quý vị, trong ngày hội Tết hôm nay tại trường Đại học Lô thì trường Giang biết là có hai bên phối hợp tổ chức, đó là bên sinh viên học sinh tại trường UMass Lô và một số người trong cộng đồng. Hiện nay trước mặt trường Giang thì trường Giang rất là hạnh trò chuyện với anh Trần Mỹ Thắng. Anh Thắng, anh có thể chia sẻ ngày Tết hôm nay không? Thưa quý vị truyền thông cộng đồng, ở Lô mình á, năm nào cũng có sự hợp tác giữa sinh viên và cộng đồng để tổ chức truyền thống để cho bà con đồng hương của chúng ta tới tham dự ngày Tết, gặp gỡ, chia vui trong ngày Tết truyền thống của Việt Nam mình. Năm nay thì thời tiết hơi khó khăn một tí là tại vì tuyết đã rơi gần hơn 3 feet ở ngoài và trời rất là lạnh. Thì ông có thể chia sẻ cái sự ấm cúng ở trong hội trường hôm nay thưa ông? Rất ấm cúng, nhìn được tất cả đồng hương, bà con, cô bác và các em trẻ tới đây để giữ ngày Tết truyền thống của chúng ta. Trường Giang có nhắc là ngày hội Tết hôm nay thì có hai nhóm để hợp tác, để phối hợp để tổ chức, đó là bên cộng đồng và bên học sinh viên. Thì Trường Giang thấy rất là đông các em sinh viên, bạn trẻ trong hội trường hôm nay, thì em có thể chia sẻ những công việc mà các em sinh viên đã làm trong những ngày trước khi tới ngày Tết hôm nay thưa ông? Chúng tôi hợp tác và thường xuyên họp để đưa lên chương trình Tết. Sinh viên ở bên này, sinh viên của trường UMass Lô, các em trẻ năng động, rất là tích cực. Các em trang hoàng đầy đủ hội trường và mọi người tới đây chung vui. Năm quan nay không còn hoàn trường xa. Chia sẻ hả? Em thấy cái event này really important. Tại vì thấy mỗi lần người thấy rất là vui, có không khí Tết. Tại nếu không có cái này là like, ở Mỹ Tết thì really buồn. So it's a good thing to have this. Thì nhớ tới ngày Tết thì em nhớ tới cái gì nhất? Em hả? Nhớ Tết em tới là pháo bông, pháo nổ, lì xì, đồ mới. Tại thường thường Tết là lúc nào cũng mặc đồ mới. Hôm nay đi Tết gia đình có lì xì cho em chưa? Thì chưa tới Tết nè, gần tới thôi, chưa. Thì nãy giờ em có lên trên đó lì xì, lấy lì xì chưa? 18 tuổi chứ xuống mà, chưa. Ok, thì Tết xin chúc em được vui vẻ, ok? Thank you anh, thank you. Và chúng ta báo cho các
8 quý vị còn lại là bây giờ chúng ta phòng lệnh thừa. Phòng lệnh thừa do Kanye Star. Chúng tôi mua Kanye Star 5 đồng gồm có 5 món ăn. Và chúng tôi sẽ nhường lại cho quý vị 5 đồng. Chị Giang xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình phóng sự cộng đồng hội chợ Tết tại thành phố Lâu do các em sinh viên Việt Nam tại trường đại học UMass Lâu tổ chức. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình và hẹn lại quý vị trong chương trình kỳ tới. Sau những thông tin thương mại là kết thúc chương trình hàng tuần của SVTN Boston. Nếu quý vị muốn xem lại chương trình hôm nay cũng như tất cả những chương trình đã chiếu, xin vào trang nhà www.svtnboston.com. Minh Khoa và Phương Chi xin kính chào quý vị và kính chúc quý vị một mùa xuân an lành và hạnh phúc. Hai ơi, em muốn ăn bánh mì. Trời ơi, con em này. Địa chỉ 2 tới 3 Lẻ, tọa lạc trên số 1052 Dorchester, khu phố Người Việt. Bánh mì được sản xuất tại chỗ, thơm ngon, nổi tiếng nhất tại Boston. Nhà hàng rộng lớn, khang trang với các món ăn thuần túy Việt Nam được sản xuất hàng ngày. Ngoài ra, Ba Lẻ còn có thêm tất cả các loại nước giải khát được làm từ trái cây tươi. Đặc biệt, nước mía được xây hoàn toàn từ mía tươi. Chúng tôi nhận đặt tiệc cho các buổi tiệc gia đình và cộng đồng người Việt với giá cả phải chăng đến với Ba Lẻ để được thưởng thức một món ăn ngon đậm chất quê hương Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc bánh mì Ba Lẻ số 1052 Dorchester, số phone 617-265-7171. Bên cạnh đó, văn phòng nha sĩ Đinh Thị Quế có đầy đủ nhân viên Việt Nam để phục vụ cho quý đồng hương. Đường tọa lạc trên con đường Adam với đầy đủ máy móc tối tân. Nha sĩ Đinh Thị Quế trên đường Adam trong khu phố Dorchester. Chương trình được sự bảo trợ của tiệm phở Buster nằm trong khu phố Boston. Phở Buster với cấu trúc hết sức khang trang và đầy đủ các món ăn hương vị quê hương Việt Nam. Phở Buster trong thành phố Boston. Vina Auto uy tín tận tâm với anh Thân Vịnh Bảo Toàn làm chủ, chuyên sơn sửa các loại xe Âu Mỹ, luôn giúp đỡ đồng hương Việt Nam khi gặp khó khăn. Vina Auto nằm tại Dorchester trong khu phố Việt Nam. Kính mời quý đồng hương đến chợ Sài Gòn Market trong vùng Randolph, sạch sẽ, khang trang, có bán đầy đủ thức ăn, rau quả, đồ khô, đồ hộp, trái cây tươi, đặc biệt quầy thịt, cá tươi, cua sống có nhân viên phục vụ tại chỗ. Gà đi bộ ở phố Tàu về mỗi ngày, tiếp đãi ân cần, ngon, rẻ, chủ nhân trân trọng kính mời. Hệ thống chợ Mekong và hai chi nhánh chợ Vinmart, chúng tôi là hệ thống chuyên bán sỉ và lẻ các mặt hàng thực phẩm Đông Nam Á. Chúng tôi có đầy đủ tất cả các loại mặt hàng đa dạng như Lào, Thái, Việt. Chợ có bán tất cả các loại hải sản tươi sống, tôm cua, các loại cá sống và các loại trái cây, hoa quả tươi được nhập mỗi ngày. Ngoài ra, chúng tôi còn có thêm các loại gạo thơm, gạo nếp và đầy đủ các mặt hàng gia đình với giá cả phải chăng. Đến với hệ thống chợ Mekong và Vinmart để có một bữa ăn ngon cho gia đình. Mọi chi tiết xin liên lạc chợ Mekong qua số 747 Main Street, thành phố Worcester, 508-304-1437, chợ Vinmart 1-176 Narragansett, Rhode Island, 401-490-0612, chợ Vinmart 2-123 Church Street, thành phố Lowell, 978-710-6237. Nếu không may bạn gặp tai nạn giao thông, hãy đến ngay cho bác sĩ Hàn Thanh Lâm khám và điều trị. Đừng để nguy hiểm về sau. Ở đây sẽ giúp bạn làm giấy tờ từ A tới Z, dù lỗi hay phải. Ở đây nhận tất cả các bảo hiểm xe, Blue Cross, Blue Shield, Medicare và hầu hết các bảo hiểm khác. Và ở đây có chăm cứu với thạc sĩ Nương Ai Phan. Bạn hãy gọi ngay cho bác sĩ Hàn Thanh Lâm 617-282-2922 tại 990 Dorchester Avenue, Dorchester, MA 02125. Bạn có phải là chủ tiệm nail không? Đang nhức đầu vì sự khó hiểu của lệ phí thẻ tín dụng, thất vọng vì sự khác biệt ngôn ngữ làm trở ngại trong giao tiếp. VMS có chương trình giá cố định sẽ làm lệ phí của bạn đơn giản, rõ ràng và dễ hiểu. Chúng tôi có đội ngũ nhân viên nói tiếng Việt hỗ trợ khách tốt nhất với dịch vụ chăm sóc khách hàng vui vẻ, chuyên nghiệp và tận tâm. VMS không chỉ là công ty xử lý thẻ tín dụng lớn nhất và tốt nhất của người Việt, mà hơn nữa, chúng tôi thông hiểu ngôn ngữ, văn hóa và doanh nghiệp của bạn. Hãy gọi cho chúng tôi ngay để được tư vấn miễn phí trước khi bạn quyết định đăng ký với công ty khác. 1-844-VMS-0100. Vietnamese Merchant Services là cuộc gọi đúng nhất cho doanh nghiệp của bạn. Slim Express siêu hiệu quả giảm cân. Phoenix Beauty Center xin giới thiệu Slim Express giảm cân hiệu quả tức thời. Dùng Slim Express uống trong 2 tuần giảm cân từ 5 đến 10 pound không gây phản ứng phụ. Dầu gội đầu Hands Defoco đặc biệt chống rụng tóc, giúp tóc luôn khỏe mạnh và mượt mà.
Hans Difuco, các loại gel wax giúp dễ dàng tạo dáng các kiểu tóc Dietity Body Slim, trà giảm cân, clean sạch những chất mỡ thừa trong cơ thể. Cần đại lý 50 tiểu bang xin gọi toll free 1-855-333-8888.